sống thêm mặn mà, hạnh phúc. Dù cuộc sống khó khăn thế nào thì nụ cười sẽ mang đến nghị lực và sự lạc quan. Trung tâm Thúy Nga sẽ tổ chức và trực tiếp thu hình một chương trình Paris by Night đặc biệt với chủ đề Thiếu Vương Hội, hội tụ hầu hết những danh hài hiện nay như Kiều Anh, Hoàng Nhất, Hồng Đào, Minh Nhí, Hoài Tâm, Thúy Nga, Trang Thanh Lan, Văn Ri, Giáng Ngọc, Diệp Tiên, Thiện Ngô, Hương Thủy, Quang Lê. Chương trình Paris by Night Thiếu Vương Hội xoay quanh những vở kịch vui được chọn lọc kỹ, cộng thêm những màn trình diễn sống động của các ca sĩ như Quỳnh, Trường Vũ, Mạnh Quỳnh, Bằng Kiều, Đan Nguyên, Băng Tâm, Thanh Hà, Ngọc Ngữ, Châu Ngọc Hà, Như Ý, Hoàng Mỹ An. Cùng vũ đoàn Paris by Night do cô Shonda Sawyer điều khiển, với phần điều khiển chương trình của MC Việt Thảo. Đây là một chương trình rất đặc biệt. Chúng ta hãy tặng nhau những nụ cười cuối năm để chào đón một mùa xuân mới với nhiều hy vọng. Chương trình Paris by Night Thiếu Vương Hội chỉ có một suất duy nhất mà thôi, vào ngày Chủ nhật 12 tháng 12 lúc 8 giờ tối tại Pechanga Resort Casino. Hãy liên lạc ngay với Trung tâm Thúy Nga 714-894-5811. Trung tâm Thúy Nga trân trọng kính mời. Chương trình này được bảo trợ bởi iGel Beauty. Xin kính chào quý khán giả thân thương của Trung tâm Thúy Nga. Kính thưa quý vị, trong livestream đang được mong đợi nhất hiện nay, Ngọc Hân xin hân hạnh giới thiệu với quý vị lần đầu tiên đến với livestream của Trung tâm Thúy Nga, nữ hoàng sầu muộn, nữ danh ca Giao Linh và nam ca sĩ Mạnh Quỳnh. Con chào cô, em chào anh, mình chào khán giả nha cô. Mình chào khán giả đi cô. Giao Linh xin được kính chào quý khán giả của Trung tâm Thúy Nga. Chào MC Ngọc Hân. Con chào cô. Và chào con rể Mạnh Quỳnh. Mạnh Quỳnh xin được trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của Trung tâm Thúy Nga. Chào cô Giao Linh và chào MC Ngọc Hân. Hôm nay tự nhiên các anh gọi mình MC Ngọc Hân, cái mình đơ, mình giật mình hết hồn. Em Ngọc Hân. Em Ngọc Hân, MC Ngọc Hân hết hồn. Nhưng mà thật sự ra lúc mà Trung tâm Thúy Nga thông báo đó, thì khán giả đã rất là vui mừng, bởi vì khán giả nói, ôi, mẹ vợ và con rể hụt. Với lại là từ khi khán giả viết là Paris by Night 132 sẽ có sự xuất hiện của nữ hoàng sầu muộn Giao Linh, thì khán giả đã rất là chờ đợi livestream này. Còn anh Mạnh Quỳnh thì khỏi nói rồi, quý vị có rất là nhiều câu hỏi dành cho hai vị khách mời ngày hôm nay. Cho nên là không chậm trễ nữa, Ngọc Hân sẽ vào ngay cái chương trình. Quý vị có lẽ đang nôn nóng nhất là tiết mục của cô Giao Linh và anh Mạnh Quỳnh trong Paris by Night 132. Em biết chuyện đó cho nên giờ em chưa hỏi đâu, em để dành. Chút xíu nữa em mới hỏi. Nhưng mà đây là lần đầu tiên mà con được gặp cô Giao Linh. Và anh Mạnh Quỳnh thì con gặp ảnh trên livestream nhiều rồi. Nhưng mà những lần trước có những câu hỏi mà em chưa có dịp được hỏi anh, cho nên lần này em sẽ tranh thủ em hỏi. Đầu tiên là cô ơi, cái biệt danh mà mọi người ưu ái dành tặng cho cô là danh xưng là nữ hoàng sầu muộn đó cô, là từ khi nào mình có cái danh xưng đó, và tại sao hồi đó cô trẻ, cô đẹp, giọng hát tươi mới mà mọi người lại đặt cho cô cái danh xưng là nữ hoàng sầu muộn đó cô? Trước hết thì Giao Linh xin được chào Ngọc Hân. Thật ra mà nói thì tại vì cô có một cái giọng hát rất là buồn, mà cho dù con có đưa một cái bài hát vui tươi hồn nhiên vô để cho cô tập cô hát thì nó cũng thành buồn nữa con. Rồi mình không hiểu từ trong lúc nào mà lại người ta lại đặt là sầu muộn, mà người ta nói đó, cái sầu muộn này đó nó theo con người ta có thể trong suốt cả cuộc đời. Thì cô ở ngoài thì rất là vui vẻ, rất là happy với cái đời sống của mình. Nhưng mà không hiểu sao khi mà mình cất giọng lên mình hát thì nó buồn lắm con. Nhiều khi cô thâu rồi đó, cô ngồi cô nghe cô cũng nói, cô khóc con, cô nói ủa sao mình hát buồn dữ vậy. Nhưng mà sau này cô tự tập lấy đó, là nếu mà khi mà cô nghe lại cái nhạc mà mình đã thâu rồi đó mà mình thấy buồn đó, thì cô nghĩ là
khán giả sẽ thấy buồn hơn. Đúng rồi. Và nếu mà mình nhập tâm một cái bài hát thì khán giả sẽ rất là hài lòng với lại cái lối hát của mình. Yeah. Cho nên từ đó cô giữ cái lối hát buồn như vậy mà rồi người ta đặt cho cô tết chết cái tên luôn là nữ hoàng sầu muộn. Sầu muộn. À, mà cô ơi, hồi đó đó con được biết là khi mà cô mới vào trung tâm hãng đĩa Continental của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, Nguyễn Văn Đông thì rồi. Cô cũng có thử thách rất là nhiều dòng nhạc khác nhau. Yeah. Nhưng mà cuối cùng mình cũng trở về với dòng nhạc buồn đúng không? Đúng vậy. Cô ngày xưa đó cô thích những cái dòng nhạc như là của hồi xưa cô mê cái bài tiếng xưa con. Yeah. Rồi cô mê cái dòng nhạc của nhạc sĩ Văn Cao. Nhưng mà hát rồi thiệt là cao thiệt đó, mình hát không nổi con. Mình biết là cái giọng mình nó không thể nào hợp với cái dòng nhạc này. Thì cô nghĩ là cô đã bước vào cái nghề này bằng cái dòng nhạc mà mình nói là quần chúng. Yeah. Thì cô thấy cô nên giữ những cái gì mà tổ nghiệp đã cho mình đã và đang có. Yeah. Thành ra cô trau dồi rất là nhiều qua cái dòng nhạc bolero. Dạ, yeah, con cảm ơn cô. Chẳng những như vậy mà cô còn lại truyền lại kinh nghiệm cho những lớp thế hệ ca sĩ đi sau. Yeah. Mà trong đó có một nhân vật một chút xíu nên mình sẽ nhắc tới. Yeah. Bây giờ cho con xin phép con hỏi anh Mạnh Quỳnh. Anh Quỳnh ơi, thật sự bây giờ là anh khán giả biết tới anh trước tiên là tân nhạc. Nhưng mà hồi đó lúc mà anh mới đi hát, anh đâu có phải là muốn trở thành ca sĩ tân nhạc đúng không anh? Thật ra thì thời nhỏ là lúc mình Quỳnh còn ở dưới quê thì yeah. Quỳnh đã thích lúc đó khoảng 7-8 tuổi là đã mê Giai Linh, Tuấn Vũ rồi. Dạ. Yeah. Thật ra tụi mình Quỳnh rất là thích. Dạ. Yeah. Và cho đến khi mà đến năm 13-14 tuổi lên Sài Gòn ở với mẹ thì Quỳnh mới cảm nhận ra điều là mình Quỳnh thích cải lương nữa. Mà cho nên thì cái nhà của Quỳnh á là ở đường Trần Cao Đạt, ngay góc Trần Bình Trọng, là gần cái cầu Chí Y đó, bên đây giao quận 5. Quận 5 thì bên trùng cái dãy đó là nhà của thầy Út Trong. Biết thầy Út. Rồi bên đi vô trong cái hẻm đó là nhà của danh ca Ngọc Ẩn, để nhất danh ca miền Nam Ngọc Ẩn. Dạ, thì mỗi lần mà được Mạnh Quỳnh đi quê lên mà mẹ ưa dắt đi chợ, thì đi chợ thì đi vô cái hẻm đi ngang cái nhà thầy Ngọc Ẩn, thì Mạnh Quỳnh thích nghe thầy dạy, nghe tiếng đờn, thầy đờn kìm luôn. Rồi thí sinh, học sinh học nó rất là đông. Yeah. Thì Mạnh Quỳnh thích nói mẹ, và mẹ không ngần ngại và đưa cho mình thử vô thầy, và thầy nhận ngay. Và từ đó sau Mạnh Quỳnh học cải lương đâu cũng được 6-7 tháng, và sau đó Mạnh Quỳnh phải trở lại với đi học hành đó. Cho nên bỏ luôn, mà mình được cái là rất là nhanh, là Mạnh Quỳnh nhớ rất là dai những bài 3 năm 6 bắt, những bài bản của nhạc 1 2 5 4 5 6 Mạnh Quỳnh nhớ nằm lòng hết luôn. Và sau này có một thời gian Mạnh Quỳnh trở lại thăm thầy thì Mạnh Quỳnh chỉ lại cho mấy cái em trong đó nữa, để giúp thầy nữa. Hèn chỉ là ảnh học từ nguồn cải lương, cho nên là bây giờ ảnh sáng tác nhạc, rồi anh viết tân cổ, viết giao tân duyên, rồi là viết được hết, là nhờ như vậy. Đúng rồi. Mà nói về cải lương thì cô Linh ơi, hồi xưa đó thì hình như là nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông cũng muốn là cô giao Linh thử sức ở trong lĩnh vực cải lương của cô. Lĩnh vực mà cô nói thiệt với con, bây giờ mà nếu nói vấn đề mà cổ nhạc đó, cô phục những người cổ nhạc không thể tưởng tượng được đó. Mà Mạnh Quỳnh à, cô nói thật. Tại vì đó thầy Đông cho cô đi học, học ông Yên Sơn ở bên cầu Chữ Y. Mà con có biết rằng mỗi một buổi trưa như vậy nè, trưa nóng mà cô phải đi về lưu xoá lấy các con đi qua đi nhà của thầy Yên Sơn để cô học cổ nhạc. Mà cô nói thiệt với con, làm như là tổ nghiệp không có đãi cô đó. Cô học 2 năm mà đờn hoài rớt nhịp hoài. Không, cô không biết cái lý do tại sao mà bài bản thì được. Mà qua tới giọng cổ là xuống là gãy. Mà con biết không, ngày xưa đó, để cô kể là cái chuyện này có thể cô đã kể rồi, nhưng mà hôm nay cô vui, cô muốn tôn vinh những người mà hát cổ nhạc á. Là giờ tại làm sao? Lúc bấy giờ là Chí Tâm đó có bé lớn vậy nè. Mà cô nhớ là Chí Tâm 9-10 tuổi gì rồi đó. Và Tài Lương là học trò ruột của nhạc sĩ Yên Sơn. Mà Chí Tâm thấy thương lắm nha. Cô sao cô hát rất nhiều quầy giờ cô ngó con là con xuống vậy là cô vô nha. Con xuống vậy là cô vô. Cái đi thao quăng, Chí Tâm đi theo. Cái Chí Tâm nói vậy nè, cô chừng nào con xuống kìa, cô vô cô nhớ nha. Xong rồi đó con, cô hát rớt hoài à con. Cô nói Chí Tâm đó, cô nói cái Tâm, sao con đập xuống vậy rồi chữ đâu cô ngó vô trong cái bài bản chữ đâu tao ngó mày Tâm. Tâm mới nói giờ làm sao, giờ thôi đứng đi,
quơ vậy nha, trời ơi, rồi xong chữ đâu mà ngó cái bài hát rồi hát con, rồi chữ đâu mà nhìn mà tâm nữa, lát cuối cùng hát không được con. Cô còn nhớ cô hát cái bài mang tên là Đành Quên Sao, mà nhạc là của nhà Hoàng Thị Thơ, mà lời là của nhạc sĩ Yên Sơn đó. Mà con biết không, thầy Nguyễn Nhân Đông ra hỏi con ơi, 2 năm trời mà sao con học mà như vậy con. Đứng cô nói thiệt, lúc đó cô sợ quá rồi cô mới nói thiệt. Dạ thầy, dạ cái gì mà con không có cố tâm làm, con không thích thì thầy biểu con làm con vẫn làm, nhưng mà thiệt sự nó không có vô đầu con thầy ơi. Nói với thầy vậy đó. Cái thầy suy nghĩ rồi, ok thôi dẹp, là bỏ cái bài hát đó để cho cô trở lại cô hát tân nhạc. Là mình hát Đành Quên Sao là mình quên luôn, mình quên luôn đó. Là cho thầy cho Đành Quên Sao, nói sao thầy hay quá, thầy lừa quên luôn thầy ơi, mà nhờ thầy bỏ qua đó rồi cô mới tập trung vô cái hát tân nhạc. Mà hôm nay cô nói cái này nha. Cô nói tính nói mấy lần với lại Mạnh Quỳnh, mà hôm nay nói là Mạnh Quỳnh, có biết là Mạnh Quỳnh không có ăn ảnh không? Mạnh Quỳnh ở ngoài thật là đẹp trai luôn đó quý vị ơi, vô Linh nói thiệt á nè, đẹp mặt mày nha, người ta nói ví dụ như mắt không đẹp và cái miệng không đẹp ha, cái môi không đẹp, cái này là cô thấy con hoàn hảo. Cảm ơn cô. Đó, thành ra rồi. Xong thì cũng mình đi ăn cô ơi. Xong thì cũng dắt cô đi đại. Thiệt là đẹp trai hả Hân ha. Trời ơi, cô ơi, con nói cô nghe là bao nhiêu cái livestream anh Mạnh Quỳnh ảnh lên là khán giả ai cũng khen ảnh là càng ngày càng trẻ, ảnh lão hóa ngược. Nhưng mà đây là lần đầu tiên trong một cái livestream mà khách mời livestream mà khen ảnh đẹp hoàn hảo. Tối nay ảnh ngủ không được. Đúng rồi đó, mà nếu có hụt thì mình cũng hiểu tại sao hụt nữa. Đẹp trai mà ra vậy còn có cái đồng tiền nữa. Đó, duyên lắm. Bởi vì hồi xưa người ta hỏi là tại sao mà không thành, là ngồi rất là nhiều người rất là thắc mắc. Nhưng mà quý vị ơi, sẵn đây thì cô Giao Linh cũng có nhắc rồi, có gọi anh Mạnh Quỳnh là rể hụt, là bởi vì người con gái mà thật sự là con gái nuôi thôi, nhưng mà cô Giao Linh thương như là con gái thật. Không ai khác chính là cố nghệ sĩ Phi Nhung. Thì ngày hôm nay có cô Giao Linh và có anh Mạnh Quỳnh ở đây, thì sẵn đây có lẽ mình nhắc lại những kỷ niệm. Mình nhắc là những kỷ niệm vui đi, cái niệm vui của chị hai đi. Tại vì chị hai luôn muốn mọi người cười, chị hai không có thích nhìn mọi người khóc. Cho nên là bây giờ mình nhắc là những kỷ niệm vui. Mình nhắc là những kỷ niệm vui đi. Bây giờ để nhắc anh Mạnh Quỳnh trước, là nãy mới hai anh em mới nhắc với nhau. Là mỗi lần lên livestream đó là có nhiều câu hỏi muốn hỏi anh Mạnh Quỳnh lắm, nhưng mà chị hai còn nhiều câu hỏi hơn. Thành ra là ít khi nào Ngọc Hân được hỏi. Mà anh Mạnh Quỳnh cứ phải quay qua: Hân ơi, nãy giờ đề tài chính của mình là gì vậy em? Đúng không anh? Đúng mình, rồi. Đúng không? Đó. Nhưng mà bây giờ mình thấy là những cái điều đó bây giờ mình ước mình được trở lại thì cũng không có còn nữa. Nhưng mà sẵn nhắc chị hai đó, thì mới nhắc cái Tân Cổ nè. Là hồi xưa là anh Quỳnh là người hướng dẫn cho chị hai hát Tân Cổ Giao Duyên, đúng không rồi, anh? Đúng. Là mình dạy bao lâu rồi? Hồi đó là chị mê quá rồi chị đòi học hay là sao? Thật ra thì đúng ra mình Quỳnh cũng xin thật là Phi Nhung cũng đã thừa nhận điều đó, là Phi Nhung không có học đào tạo từ trường lớp kẻ lượng ra. Nhưng mình Quỳnh phục Phi Nhung một điều, cái là Phi Nhung học rất là nhanh, chỉ rất qua là minh, chị thất là thông minh. Học dạy mình Quỳnh chỉ hát qua một lần thôi là chị là cổ nắm bắt được ngay. Và cái nhiệm vụ của Mạnh Quỳnh là chỉ đứng gõ nhịp cho Phi Nhung. Thì tất cả những cái vị biết là những cái bài Tân Cổ Giao Duyên, em biết là những bài Tân Cổ Giao Duyên Mạnh Quỳnh với Phi Nhung hát rất là nổi tiếng, khán giả yêu thích. Thì những cái bài Tân Cổ đó đều phía sau lưng là có những cái trắc ẩn mà khán giả không bao giờ biết. Đó là khi Phi Nhung đứng trong phòng thâu là Mạnh Quỳnh đứng ở ngoài múa là gõ nhịp cho Phi Nhung xuống những cái chi tiết. Nhưng mà được cái là Phi Nhung rất là nhanh. Chỉ qua vậy một là cái là hay lắm, Phi Nhung rồi. Rất là nhanh cô ơi. Cô có tưởng tượng một cái người mà không có biết nhịp nhàng mà hát nguyên một cái tuồng cải lương. Lương Sơn Bá, Trúc Anh Đài, Hải Âu, Phi Sứ, Lan và Điệp. Rất là hát rất là chỉnh chu. Mà cô biết ví dụ mình hát một bài Tân Cổ thường có 5-10 phút á, thì nó là khác. Mình đóng nguyên một cái tuồng mà mình hát bài bản rất là nhiều. Nhất là những bài khó nào, bài Tứ Đại Quán rồi Văn Thiên Tường, rất là khó hát quý vị ơi. Nhưng Phi Nhung hát được. Mà hát được là nhờ ai? Nhờ tươi. Nhưng mà phải nói là mình Quỳnh dạy Phi Nhung rất chỉ cho, nói chung mình dùng dạy thì mình không có đúng, không có hợp lý. Mà có thể là mình dùng mình chỉ
mình chỉ cái cách cô nhung ca làm sao. Yeah. Nhưng mà đường cái là rất là thông minh. Mà cô biết là anh Mạnh Quỳnh anh đã có những trắc ẩn đằng sau đó, là hôm nay con bật mí luôn, lần trước boss nói rồi, bao nhiêu lần thề thốt là mỗi lần mà hát chung với nhau là gây lộn. Xong nói là thề là không bao giờ hát với Mạnh Quỳnh nữa, không bao giờ hát với Phi Nhung nữa, nhưng mà cuối cùng cũng trở lại với nhau thôi. Không được. Boss kêu là đôi song ca bao nhiêu lần thề thốt. Đôi song ca bao nhiêu lần có những lần mà gây lộn mà đến nỗi mà kéo nhau lên trên Facebook, thời đó mình đâu biết Facebook gì đâu, lên chia sẻ tầm bậy tầm bạ bị khán giả chửi. Khán giả nói sao Mạnh Quỳnh để nói với nhau vậy, nhưng mà thật ra thì tức quá, nhưng mà không có nghĩ lại thì thương. Yeah. Thương lắm, tại vì lúc đó mình đàn ông mà bị đàn bà nói, cô yeah. nói nếu khi mình nhột mình khó chịu. Yeah. Thành thử đôi khi nói nhiều nhưng mà sau đó về tôi nghĩ không sao, chắc người ta thương người ta mới như vậy. Mà nhờ như vậy mới tri kỷ được hơn 20 mấy năm trời. Đúng. Cho tới giây phút này nhường nhau rất là nhiều. Yeah. Gây lộn gây nhưng mà chút xíu thương nhau. Dạ. Quý yeah. nhau nữa. Thương nhau lắm, cắn nhau đâu. Nhưng mà nói về cái sự mà tinh thần mà ham học hỏi và học nhanh của chị của Phi Nhung đó, thì phải nhắc tới là cô Giao Linh, nhớ hồi xưa lúc mà cô kể là cô quen chị Phi Nhung, lúc đó chị Phi Nhung chưa có biết nhạc chưa lý. Chưa biết nhà, đúng rồi. Rồi chú Sang là phải gửi chị Phi Nhung qua thầy Nhật Ngân. Đó. Dạ, cô kể cho khán giả nghe được không cô? Dạ, thấy thương lắm mà Mạnh Quỳnh ơi. Dạ. Mới đầu đi hát đó, là mẹ ơi mẹ gọi điện thoại mẹ hát cái bài đó đó mẹ, qua 10 giờ đó mẹ hát tông gì vậy, chỉ cần nắng một tông lên là tông của Phi Nhung. Dạ. Yeah. Cái Giao Linh nói là mẹ hát tông la con, rồi nó lên tông lên si bemol hoặc là si gì đó. Yeah. Hát mà lần nào vậy qua ngày hôm sau gọi mẹ còn bài nữa, mẹ còn bài nữa, mà coi như là Phi Nhung chuyên chở dòng nhạc của Giao Linh đó. Yeah. Rồi Giao Linh có một hôm Giao Linh nói con à, bây giờ là con chính thức đi hát rồi đó Nhung, con nghe mẹ đi con. Con đi học nhạc á con. Yeah. Mình không cần phải học thiệt là đúng nhiều. Yeah. Nhưng mà mình học cái căn bản. Căn bản là một, với lại mình ngó cái bài hát mình biết. Nói với nhạc sĩ tôi hát tông này, đi vô hỏi nhạc sĩ hỏi hát tông, để tôi hỏi điện thoại tôi gọi má tôi hát, má tôi hát tông gì tôi nâng lên. Yeah. Là không được. Yeah. Thành ra cô với lại chú hồi xưa nó kêu ông ba, ba giới thiệu cho nhạc sĩ Nhật Ngân. Yeah. Đó là Phi Nhung từ đó trở đi là yeah. giống như Minh Quỳnh nói, rất là thông minh, dạy là thành công, là yeah. hát được. Sau này là không bao giờ nữa tự hát, nhìn cái bài nhạc biết hát như thế yeah. nào. Cái thế cổ nào? Nhạc, cổ nhạc Phi Nhung. Sau này có những lắm. Tiết mục mà Phi Nhung đâu hát chung với Quỳnh đâu, Phi Nhung tự học được. Chứng tỏ là đã có học qua thêm tiến yeah. bộ hơn. Mà nghĩa là tinh thần ham học hỏi và luôn luôn muốn mang tới những cái mới cho khán giả. Yeah. Bây giờ hỏi thêm một câu về chuyện Nhung hai nữa thôi, rồi mình sẽ khoan một đề tài khác nha. Cái điều mà để con biết là chị Hai Phi Nhung và cô Giao Linh mà lần đầu đã gặp nhau, đã quý mến nhau như tình mẹ con rồi, thì cái điểm gì của chị Phi Nhung là mà cô Giao Linh là quý nhất và thương nhất? Phi Nhung đó, có một cái lối nói chuyện rất là giản dị. Cô nói thật là khi mà gặp Phi Nhung rồi cô thiệt là cảm tình. Thì cô ở lúc đó là cô ở San Jose đó. Yeah. Cô mới nói là Nhung ơi, con có dịp nào mà lên San Jose hát ở nhà cô nha con. Cô thấy con mà tự đi vô nghề, tự đi kiếm cái cuộc sống cho mình, từng bước là cô lại nhớ hồi nhỏ của cô. Thành ra cô nhìn thấy con từ ở Florida qua đây, rồi ở dưới nhà chị Tracy Phương Trinh. Nhưng mà thật sự mà nói, Phi Nhung gặp rất là nhiều quý nhân, có những người rất là tốt đã giúp đỡ cho Phi Nhung. Cái con đường đi của Phi Nhung thật sự nói trong gai cũng không đúng, rất là cái bằng gặp phước đó, gặp người này người ngõ người ta giúp rất là nhiều. Cá nhân Giao Linh thì Giao Linh giúp bằng cánh khác, là chỉ cho con cái lối hát. Rồi khi mà Phi Nhung đi lên trên nhà của Giao Linh đó, thì ở San Jose hát á, thì ở với Giao Linh, ở trong nhà Giao Linh, thì nói cho ngay à, Giao Linh có một con lớn của anh đó. Yeah. Rồi hai người cũng thích nhau, rồi hai người cũng đi đến với nhau, làm bạn nhau. Thì tại sao mà không đi đến được, là tại vì anh nói mẹ ơi, nghệ sĩ con không có giữ được, con không có, giống như con không có bản lãnh giống ba để mà con giữ một người nghệ sĩ. Họ đi đó đi đây họ bay bướm lắm, là lời con trai nói như vậy. Thành ra hai người đó sau này đó là coi giống như anh em. Tôi nói bây giờ nếu mà làm dâu cũng được, tôi làm gái đi.
Thành ra thì từ đó trở đi là Phi Nhung mỗi một lần lên tới nhà cô là anh đưa đón, anh lo thích khe cho Phi Nhung. Rồi chị Nhung mất mẹ từ sớm cho nên là có được cô thì cô thương lắm. Dạ, như là người mẹ, người thật mẹ, sự, người mẹ thứ hai. Còn anh Quỳnh, anh nghĩ là cái điểm nào của chị Phi Nhung là anh quý nhất? Nói về, quên, tính hát. Nói về cái vấn đề mà điểm nào quý nhất thì Mạnh Quỳnh nhìn rất là nhiều thứ để đáng quý. Mà ở đây Mạnh Quỳnh chỉ khâm phục một điểm duy nhất, đó là rất là chịu khó. Rất là chịu khó. Trời, chính xác làm luôn. Mà chịu khó, làm ngày làm đêm, không ngại ngùng. Mạnh Quỳnh đã từng đi hát với Nhung khắp mọi nơi trên thế giới rồi. Và sau cái một thời gian Mạnh Quỳnh có một thời gian về Việt Nam, Mạnh Quỳnh sinh hoạt đi chung, đi show chung với Phi Nhung đó, mới thấy cô ta có một cái sức khỏe phi thường lắm. Và chịu khó lắm. Hát cả đêm vậy đó, hát xong điểm này chạy qua điểm kia, từ Hà Nội ra tới Trung Nguyên Bắc, sáng hôm sau 6 giờ sáng bay từ Hà Nội về Sài Gòn, đi thẳng vô trong studio, nó chóc quay luôn trong đó luôn. Quay luôn trong mà đó. Mấy ngày liên tục như vậy. Sức khỏe phi thường thiệt đó. Cho nên đó. Rất là chịu khó. Ví dụ như một người bình thường, thôi mệt đó, tôi muốn nghỉ, tôi không muốn hát, nhưng mà Phi Nhung vẫn chấp nhận làm hết. Đó là một cái sự làm việc, một cái sự kiên cường mà mình rất khâm phục. Sức lao động không mệt mỏi. Dạ. Thế thì bây giờ đang trong cái dòng tâm sự này thì nam ca sĩ Mạnh Quỳnh ngày hôm nay có một bài hát đặc biệt lắm để gửi tặng cho tất cả quý khán giả đang theo dõi livestream này, để cho anh nói. Thực ra thì bài hát này thì mình cũng đã tâm sự nhiều lần rồi. Đó là có lần Mạnh Quỳnh trong tháng 8 nó được rồi, là Phi Nhung đáng lẽ về việc này, về lại Mỹ ngày 21 để về hát cái live show Thúy Nga là ở Trang Gà. Dạ, gọi tên ngày mới. Gọi tên ngày mới đó. Dạ. Thì đợt đó thì Mạnh Quỳnh và Phi Nhung cũng như chị Thủy đã rút thách với nhau, đã bàn nhau về hai đứa song ca bài gì, thì đã gửi nhạc cho ban nhạc xong hết rồi. Đó là cái bài Thiệp Hồng Anh Viết Tên Em. Và sau đó thì Phi Nhung không có về được. Và mình Quỳnh Quỳnh phải hát một mình. Đúng ra hát một mình, nhưng mà chị Thủy nói là chương trình này không có thể song ca nhiều, cho nên mới nhờ chị Hương Thủy vô hát thế giùm cho Phi Nhung. Thì đêm đó thì Mạnh Quỳnh sẽ đổi bài, không có hát bài đó được. Thì hôm đã nhiều lần Mạnh Quỳnh đi show, sau ngày Phi Nhung ra đi thì Mạnh Quỳnh có đi show khác khắp nơi, hát bài Thiệp Hồng Anh Viết Trên Tên Em. Mạnh Quỳnh biết hát một mình thôi, thì để tưởng nhớ đến cái người bạn thân của mình. Thì hôm nay thì sẵn livestream đây, có một số quý vị cũng muốn Mạnh Quỳnh hát bài đó, rất là nhiều khán giả yêu thích, cho nên hôm nay Mạnh Quỳnh sẽ, đúng ra thì tính nhờ cô Giao Linh hát con với con bài đó, nhưng mà tới giờ cuối mới biết là con có được không, có được livestream với cô. Yeah. Cho nên con biết là chuẩn bị hơi khó, thành thử thôi thì con hát mình, thì có thể là ví dụ con đang hát, cô có thể cô chăm chăm một vài câu như cũng được ha, nếu cô nhớ nha. Thì bây giờ hát với chị Hai Phi Nhung thì hát với lại mẹ À, thì giờ mình hát tặng quý vị. Giờ mình hát nha. Dạ. Kính thưa quý vị, Mạnh Quỳnh sẽ gửi đến quý vị một bài hát của nhạc sĩ Hoài Linh và Song Ngọc, bài hát Thiệp Hồng Anh Viết Tên Em, với phần đệm guitar của nhạc sĩ Ngọc Trác, thành viên của ban nhạc The Brother, ban nhạc rất là nổi tiếng của Trung Tâm Thúy Nga hiện nay. Hello hello, rồi cảm ơn em. Em vô luôn nha. Hôm ấy anh đi, mình với mình vừa quen, tình lúc chưa thành tên, đôi ta đều biết rằng tình yêu như hình với bóng, tình yêu như tờ giấy trắng, như nước êm suối giữa dòng. Thì hôm nay người đi, nụ hoa yêu vừa hé, thì xin giữ ân tình mình em nhé, sống cho kỷ niệm quá khứ tuy úa màu, tương lai mình gần nhau. Biên cương không mây xanh màu lá rừng, nơi đây đơn sơ như lòng đường phố vắng, ngày mai hết bâng khuâng, giờ vui nét chính nhân, đôi lúc tuy buồn nhưng rồi quen. Em từ lúc chia ly bè bạn vắng tin về, hôm nay mùa đông mà
mai kia là thu đến, dù ngày đêm chinh chiến vẫn hoài nhớ em. Anh biết khi đi là cách biệt người quen, mà nhớ nhiều là em. Đêm nay trời núi rừng nhịp cánh hay bằng tiếng súng, nửa trăng nghiêng đồi trách bóng như xé hoang vu núi rừng. Thì hôm nay người đi bài thơ chưa đoạn cuối, ngày mai chép thêm vần vào em nhé, viết trên thiếp hồng nét chữ hoa cuối dòng tên em vào đưa. Cô nhớ rồi. Bây giờ mà cũng muốn viết tên của Phi Nhung vô nữa thì cũng đâu còn nữa đâu con. Yeah. Hát những cái bài hát này rồi nhắc tới em, cô thật sự mà nói thì đau lòng lắm. Bởi vì một con người tốt như thế này mà bỏ chúng ta ra đi trong hoàn cảnh, thật sự mà nói quá là đau lòng. Và con cũng biết đó, là mẹ vừa ba vừa mới mất. Yeah. Rồi thêm Phi Nhung đi sau đó một tuần, mẹ không có biết nói cái lời nào để mà diễn tả cái nỗi đau của mình. Người ta một nỗi đau đã chịu không nổi rồi, bây giờ mà còn thêm hai nỗi đau, thì bây giờ cũng chỉ biết mà cầu nguyện cho ba, cho Phi Nhung ra đi thanh thản thôi. Rồi còn người nữa mà mình sẽ nhắc tới nữa đó Hân ơi. Dạ, hồi nãy thì con cũng phân vân cái chuyện mà nhắc tới ba, tại con sợ là mẹ Giao Linh sẽ xúc động, bởi vì đã nhắc tới chị Phi Nhung rồi còn nhắc tới ba Sang nữa. Nhưng mà bây giờ mẹ phải tin là ba Sang với chị Phi Nhung đang chăm sóc cho nhau ở trên thiên đàng, một cái nơi rất là bình an, và đang nhìn xuống chúng ta. Và ở trên đó còn một người nữa, ngày hôm nay là đúng một năm ngày anh cũng đi show ở một nơi rất là xa, là ngày kỷ niệm một năm ngày mất của cố nghệ sĩ Chí Tài. Thì cái năm vừa qua thì nghệ sĩ, trong giới nghệ sĩ cũng như tất cả chúng ta, thực sự trong cái trận đại dịch này thì tất cả chúng ta đều có những mất mát và đau thương. Cho nên là ngày hôm nay là cảm ơn cô Giao Linh rất là nhiều trong cái thời gian này lên đây với tụi con. Anh Mạnh Quỳnh cũng vậy, tất cả chúng ta đều có những cái mất mát. Cho nên là sắp tới đây trong chương trình của Trung tâm Thúy Nga thì chúng ta sẽ dùng nghệ thuật và âm nhạc để an ủi và xoa dịu những tổn thương, những mất mát tinh thần cho nhau. Bởi vì khi mà người ta nói là, tại sao người ta nói là chung vui và chia buồn. Đúng không cô? Yeah. Là vui thì chung vui, nhưng mà buồn, nỗi buồn thì nên sẽ chia ra để cho nó dịu bớt đi. Và tất cả chúng ta có thể thấy là chúng ta đang sống trong cái tình yêu thương, và những người mất đi vẫn đang được yêu thương và vẫn đang được nhớ tới. Cho nên là họ chỉ thực sự mất đi khi mà mình quên họ thôi. Thành ra là mình không quên họ thì họ còn hoài. Họ còn hoài. Không biết là nha. Thì thôi bây giờ vậy nè. Mà sẵn đang nói vậy thì có một cái điều này thì Ngọc Hân nói luôn, là bởi vì chúng ta quá thương những người đã ra đi, thành ra chúng ta níu kéo và luyến tiếc. Cho nên là chúng ta tất cả những cái tin tức gì về họ là mình đều muốn đọc, muốn nghe, muốn xem, và mình đều tin. Nhưng mà có những cái tin thì thật sự ra là mình không nên tin, bởi vì mình tin thì mình làm buồn thêm cho bản thân mình và buồn thêm cho những người trong cuộc. Ví dụ như một cái tin đơn cử là mẹ có biết là họ đồn là chị hai, chị Phi Nhung vẫn còn ở trên đời không? Không mẹ. Mình ước chi điều đó là ước sự thật. Ước chi điều đó là thành sự thật đi. Yeah. Yeah. Bản thân Quỳnh cũng thực ra thì quý vị biết là khán giả đã email, đã nhắn tin Facebook Quỳnh rất là nhiều, hỏi mình Quỳnh một câu mà Quỳnh cũng không biết trả lời thế nào. Là như Ngọc Hân với vừa nhắc là Mạnh Quỳnh ơi, nghe nói Phi Nhung là còn đang trị bệnh, đang ở bên Mỹ, sắp trở lại bình thường đó. Thì mình nghĩ đó là nhiều khi đó là một cái ước nguyện.
Yeah. Tại vì đó người ta không có tên khán giả, người ta không có tin nhận, chấp nhận được cái sự ra đi của chị Nhung. Yeah. Nhung cho nên đó là cái sự cái lòng mơ ước của người ta mới đặt cái câu hỏi như vậy. Nhưng mà bên cạnh đó thì dĩ nhiên là trong thời gian gần đây thì Ngọc Hân biết là Mạnh Quỳnh cũng là nhiều rất là người để ý đến tới vấn đề Mạnh Quỳnh với Phi Nhung là thân với nhau. Yeah. Thì sau khi chị Nhung ra đi thì những cái tất cả những cái khán giả đều tập trung đúng chung là để chú ý Mạnh Quỳnh hết. Yeah. Và chính vì vậy cho nên có những cái tin tức, những cái chuyện này chuyện kia đặt ra vấn đề Mạnh Quỳnh rất là đau đầu. Yeah. Mà khổ nhất là Quỳnh là người sống vì gia đình. Yeah. Nhưng mà chính vì những cái tin này tin kia đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống và gia đình hiện tại của Quỳnh. Yeah. Nhất là những cái tin nào là Mạnh Quỳnh dọn nhà về ở kế Wendy, rồi Mạnh Quỳnh suy sụp đột quỵ, rồi Mạnh Quỳnh dọn về Cali ở gần nhà Phi Nhung, rồi vợ Mạnh Quỳnh này kia cái nọ. Rất là phi lý. Mạnh Quỳnh nghĩ không hiểu tại sao mà lại có những cái tin như vậy. Yeah. Mà khổ nổi cái là Mạnh Quỳnh đi đến đâu khán giả cũng cứ hỏi Mạnh Quỳnh. Yeah. Thành thử đôi khi đó là một cái điều mà Mạnh Quỳnh rất là buồn. Yeah. Nhưng mà thật ra thì thôi thì khán giả thương hoặc là những người ta còn để ý, còn chú tâm đến mình là mình cũng mừng điều đó. Yeah. Nhưng mà không phải chính vì cái sự đồn thổi như vậy mà mình vui đâu. Yeah. Nhưng mà mình cũng qua đây mượn làn sóng này để nhắn nhủ tất cả quý vị khán giả, những người mà yêu mến Mạnh Quỳnh, yêu mến Phi Nhung. Thì chúng ta cũng cầu nguyện cho Phi Nhung siêu thoát và an lành để cõi vĩnh hằng. Thì yeah. đó là điều tốt nhất. Nhưng quý vị đừng có nên tin những cái tin tức này, tin tức kia. Thật ra thì nếu mà bản thân Mạnh Quỳnh chưa lên tiếng, chưa nói, Trung tâm Thúy Nga chưa nói thì quý vị đừng bao giờ tin. Thật ra thì không có chuyện đó đâu. Dạ, yeah. Mình khẳng định lại một lần nữa thì tất cả những nguồn thông tin nếu không phải xuất phát từ Trung tâm Thúy Nga hoặc là chính người trong cuộc thì quý vị ráng đừng có tin nha quý vị, mình nghe thôi tại vì nó nhiều quá nhưng mà đừng tin. Rồi còn một cái nguồn tin nữa thì hôm nay chúng tôi xin đính chính luôn nè, là về tiết mục của nam ca sĩ Mạnh Quỳnh trong Paris by Night 132 là thứ bảy và chủ nhật. Thực sự ra còn có hai ngày nữa hả mẹ? Còn có hai ngày nữa thôi là tới chương trình Paris by Night 132 ở Pechanga Resort and Casino. Rồi ai cũng thắc mắc là ngày hôm đó anh Mạnh Quỳnh sẽ hát với ai, hát như thế nào, trình diễn như thế nào. Và tin đồn là anh Mạnh Quỳnh sẽ hát song ca với con gái của chị Phi Nhung là Wendy. Dạ, mẹ nghe có tin đó không? Chị, mẹ cũng nghe đồn. Dạ, rồi sao anh tin đồn đó là làm sao? Anh nói luôn đi chứ bây giờ em cạn lời. Thôi, cũng may là em nhắc tới chúng ta anh quên rồi. Dạ. Thì khán giả là cứ là vui quá kỳ này Mạnh Quỳnh hát với Wendy. Trời đất ơi, làm gì có cái chuyện đó. Từ ngày, xin lỗi, từ ngày mà cái lễ tang của chị Phi Nhung đến bây giờ là Mạnh Quỳnh đến tham dự gặp Wendy là lần đó cho đến bây giờ, thậm chí Mạnh Quỳnh với Wendy còn chưa có liên lạc với nhau. Để tự nhiên Mạnh Quỳnh muốn để cho con nó có một, cho cháu nó có một cái sự yên lặng. Yeah. Cho nó có một cái cuộc sống riêng, không có nếu tự nhiên mẹ đã làm trong cái show bịch đã ồn ào nhiều rồi. Yeah. Bây giờ cho con nó có một cái thế giới riêng của nó. Yeah. Cho nên Mạnh Quỳnh bản thân rất là muốn hỏi thăm, muốn này con, nhưng mà Mạnh Quỳnh cũng không dám, muốn để cho con nó thoải mái, nó yên. Yeah. Nó để nó yên lành được cuộc sống. Chứ Mạnh Quỳnh cũng chưa gặp Wendy từ hôm lễ tang của Nhung tới giờ. Yeah. Thì làm sao có chuyện mà Mạnh Quỳnh bay xuống tập nhạc với Wendy rồi sao nó rất là hy hữu. Bây giờ mà mình mật mí luôn đi là bây giờ 132 lần này mình sẽ chương trình của tiết mục của mình sẽ như thế nào nè? Tiết mục của Quỳnh thì Mạnh Quỳnh xin bật mí quý vị một tiết mục rất là đặc biệt mà tất cả quý vị không có thể là không thể nào tin được. Yeah. Là nó có thể xảy ra. Yeah. Nhưng quý vị sẽ chờ xem. Mạnh Quỳnh chắc chắn là Mạnh Quỳnh sẽ bật mí vì là Mạnh Quỳnh sẽ song ca. Nhưng song ca với ai thì quý vị sẽ chờ Tết ra ha. Dạ. Trung tâm Thúy Nga sẽ phát hành cái video này thì quý vị sẽ thấy. Và Mạnh Quỳnh tin chắc rằng một tiết mục không làm thất vọng tất cả quý vị khán thính giả yêu nhạc cũng như là đặc biệt là của Trung tâm Thúy Nga. Dạ, yeah. Đó thành ra bây giờ là Mạnh Quỳnh sẽ song ca, nhưng mà song ca với ai thì không biết, nhưng mà không phải là bé Wendy. Nhưng mà bây giờ là cô Do Linh nè, là tại vì thực sự ra là lần đầu tiên cô xuất hiện trên Thúy Nga là cuốn Paris by Night số 3 năm 1986 rồi. Xong sau đó mãi tới cuốn của cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông năm 125 cô mới xuất hiện lại. Mà bản đi sâu một thời gian dịch thì bây giờ là cuốn đó chứ thật ra là cuốn chính thức đầu tiên cho sân khấu lớn. Yeah. Cho nên ai cũng tò mò lắm, biết mẹ Nho Linh sẽ hát bài gì, hát với ai, hát như thế nào. Cô cũng bật mí là cô sẽ hát một bài song ca. Mà cô sẽ diễn kể, mình phải xài cái câu này diễn kể, bởi vì coi như là lần đầu đó, cái người bạn hát song ca với cô nó cũng hát lần đầu, hát diễn kể bài hát này, mà cô thì cũng là lần đầu diễn ở trên sân khấu
một cái bài hát mà xuân. Dạ. Thành ra rồi cô Giao Linh muốn làm cho giữ kín đi, giữ kín là cái người nữ ca sĩ này thật sự ra là nói đó là rất là dễ thương, rất là dễ thương. Cô rất là quý cái người ca sĩ hát trong chương trình này. Mai mốt rồi Hân sẽ thấy nha, khán giả sẽ thấy Giao Linh song ca cùng với một người rất là dễ thương. Mọi người là... một người ai cũng thương, một người ai cũng thương hết trơn. Kính thưa quý vị, có lẽ là nhiêu đó thôi là đủ cho quý vị tò mò rồi đúng không ạ? Vé 132 thì bán hết rồi, trơn trọi rồi, sold out completely luôn rồi. Cho nên là bây giờ cái dịp duy nhất để cho quý vị có thể trọn vẹn thưởng thức tiết mục của cô Giao Linh, của anh Mạnh Quỳnh trong cuốn 132 là khi Trung tâm Thúy Nga phát hành DVD trong dịp Tết Nguyên Đán, thì chúng ta ủng hộ thật nhiều để chúng ta thưởng thức trọn vẹn những cái tiết mục này. Còn bây giờ thì để cho quý vị đỡ nhớ và thỏa bớt cái lòng mong đợi đó, thì em sẽ nhờ xin mẹ Giao Linh hát một bài tặng chúng ta. Được không ạ? Anh Ngọc Trác anh ngồi đây thì phải cho anh làm việc tiếp thôi. Giờ mẹ hát tặng tụi con một bài nha. Được không? Giao Linh sẽ hát để tặng cho Ngọc Hân và Mạnh Quỳnh cùng với khán giả của Trung tâm Thúy Nga, một bài hát mà được nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông Donny đóng giày vào thập niên 1970. Và cái mùa đó là mùa Giáng sinh, thì thầy đã viết một bài hát nửa đạo nửa đời cho Giao Linh hát vào trong cái dịp Giáng sinh. Và gần như là người Công giáo nào cũng thuộc hết. Cho nên hôm nay để cũng nhớ đến thầy, cảm ơn thầy đã viết những cái bài hát đưa tên tuổi Giao Linh đến gần với khán giả trong rất là nhiều thập niên. Tạ ơn thầy rất là nhiều. Giao Linh xin được hát gửi đến quý khán giả trong mùa Giáng sinh nhạc phẩm Mùa Sao Sáng, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Hào quang chiếu sáng
đồng trinh ban ơn, người Việt cùng thương nhau hơn, đất nước này đây sang đức tin. Chúa trên trời không. Em thực sự là em làm livestream Thúy Nga rồi em đi show, em gặp được nhiều các cô chú, anh chị, nghệ sĩ. Mà mỗi lần mà, nhưng mà em mà ngồi gần như thế này mà em được nghe những tên tuổi như cô Giao Linh nè, rồi cô Hoàng Oanh, rồi chú Chế Linh, rồi hát live á, em vẫn bị starstruck anh Mạnh Quỳnh. Nó kiểu như mình in the presence of legend, nó kiểu như huyền thoại. Mình cứ ngồi, tại vì hồi xưa mình cứ nhìn băng đĩa, mình đâu bao giờ mình nghĩ là mình được ngồi gần như thế này mà mình được nghe như thế này. Mà ngày thứ bảy chủ nhật sắp tới đây thì quý vị cũng sẽ như Ngọc Hân, là sẽ được nhìn thật gần là cô Giao Linh nè, anh Mạnh Quỳnh nè, rồi những tên tuổi khác của Trung tâm Thúy Nga ở trên sân khấu của 132. Khán giả đang comment nói là chúc cho ngoại Giao Linh và kia là ba Mạnh Quỳnh thiệt là nhiều sức khỏe để tiếp tục ca hát, theo đuổi con đường sự nghiệp, theo đuổi con đường nghệ thuật, tiếp tục ca hát cho khán giả nghe thay luôn phần của mẹ gà Phi Nhung. Con thương hai người rất là nhiều. Rồi hồi nãy có một bé, nó rất, theo con đọc comment thì rất là bé, nói là ngoại Giao Linh ơi, con rất là thương ngoại Giao Linh. Từ hồi nhỏ xíu là con nghe nhạc của ngoại Giao Linh, ngoại Hoàng Oanh, ngoại Thanh Thúy lớn lên. Bây giờ con mới có 20 thôi, nhưng mà con rất là mê tiếng hát của ngoại Giao Linh. Con chúc cho ngoại Giao Linh thiệt là nhiều sức khỏe để hát hoài cho con nghe. Dễ thương quá. Kính thưa quý vị, 132 sẽ diễn ra trong 2 ngày nữa thôi, thứ bảy và chủ nhật sắp tới đây, tại Pajanga Resort and Casino. Xuân với đời sống mới, hai suất thứ bảy và chủ nhật thì sold out rồi. Nhưng mà nếu như quý vị vẫn muốn tới xem chương trình của Trung tâm Thúy Nga thì chúng tôi còn chương trình Tiếu Vương Hội, nghe nói là còn rất là ít vé thôi ở phía sau. Thì ngày cái suất đó là ngày 8 giờ tối ngày 12 tháng 12, tức là ngày chủ nhật. Thì trong suất đó, ngoài tất cả các gương mặt danh hài mà quý vị đang yêu mến mà Trung tâm Thúy Nga có thể quy tụ được trong thời điểm này ngay rất tại Mỹ, để rất là khó để mà mang tới cho quý vị. Và chương trình đó cũng có anh Mạnh Quỳnh luôn. Thì anh Mạnh Quỳnh hát bài gì trong chương trình đó? Sẵn hỏi luôn nha. Dạ. Anh Quỳnh. Yeah. Chương trình đó anh hát bài gì? Đừng hát bừng bừng mấy, hát bài gì? Hát đơn ca hay song ca hay tiếng Quỳnh sao? Thì thật ra thì chương trình Tiếu Vương Hội á, là Mạnh Quỳnh được chị Thủy cho biết là giờ phút cuối là tăng cường thêm, có nhiều thêm rất nhiều anh chị em ca nghệ sĩ nữa. Dạ. Trong đó có Mạnh Quỳnh, anh Bằng Kiều, Trường Vũ Như Quỳnh. Ồ có này hả? Trường dạ, Vũ Quỳnh. Ồ, đang okay. Nguyên Băng Tâm. Ồ wow, trường nhiều vậy. Dạ. Thì đó, thì quý vị biết là đây là một chương trình Tiếu Vương Hội, thì chúng ta có sẽ có xen kẽ những tiết mục đơn ca, song ca của anh chị em ca nghệ sĩ mà quý vị yêu thích. Thì trong đó thì dĩ nhiên Mạnh Quỳnh sẽ có một tiết mục được hát một bài, và đặc biệt là lần này Mạnh Quỳnh hát một mình thôi. Thì một bài hát thì cũng do chính Mạnh Quỳnh sáng tác, thì để cho bật mí đi, để cho vậy thôi. Còn bà hát bài gì nữa thì quý vị sẽ có thể xem sau này, hoặc là quý vị có thể mua vé để đến xem trực tiếp coi Mạnh Quỳnh hát bài gì. Yeah. Và đặc biệt là bài này Mạnh Quỳnh hát rất là mộc, hát với guitar thùng, rất guitar. Ồ, hát theo kiểu acoustic. Acoustic, yeah. Một bài hát thì quý vị sẽ thấy cảm xúc của Mạnh Quỳnh trong cái bài hát Mạnh Quỳnh chính sáng tác như thế nào. Thì quý vị sẽ đến trong cái đêm Tiếu Vương Hội. Còn cái chương trình mà Paris By Night 132 thì Mạnh Quỳnh đã bật mí rồi. Yeah. Thì bây giờ tới tiết mục Tiếu Vương Hội thì quý vị chờ đợi thêm. Thì Mạnh Quỳnh được biết là Tiếu Vương Hội Thúy Nga có trực tiếp thu hình không? Dạ có trực tiếp thu hình luôn. Có trực tiếp thu hình, thì quý vị nào thành DVD luôn. Dạ. Yeah. 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 Mạnh Quỳnh sẽ hát một bài riêng mà bài do chính Mạnh Quỳnh sáng tác, cho cảm xúc của lấy cảm xúc từ ai thì quý vị sẽ chờ đợi nha. Nha, bật mí kiểu này là hình như biết rồi đó. Đoán được chút rồi đó. Thì ra quý vị không thể bỏ lỡ đâu quý vị. Nếu không mua được vé 132, mua ngay vé của Tiếu Vương Hội. Còn ít lắm phải không? Còn ít vé lắm. Dạ. Số điện thoại là 7148945811. 7148945811. Quý vị có hỏi em là còn vé ở ghế nào, giá tiền bao nhiêu? Dạ em không biết. Quý vị gọi ra Trung tâm Thúy Nga, quý vị hỏi thẳng giùm em. 7148945811, 7148945811. Một câu hỏi nữa dành cho cô Giao Linh. Cô ơi, suốt cuộc đời nghệ thuật của mình thì theo cô, thế nếu mà cho lớp trẻ, tụi con, những ca sĩ đi sau một cái lời khuyên thì cô sẽ khuyên cái điều gì ạ? Cô thấy cái gì là cái điều mà tụi con phải học hỏi nhiều nhất, mà cái điều gì tụi con phải trân quý nhất?
Cô cảm ơn lời gợi ý của Ngọc Hân rất là nhiều. Thật lòng mà nói thì cô nói ra thì cô sợ mấy em nói cô là dạy đời. Nhưng mà một cái câu mà châm ngôn mà cho tới ngày giờ này cô vẫn luôn nghĩ tới, đó là cái ngày mà cô tới đầu quân cho nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Thì khi mà cô hát mà cho thầy nghe thì thầy mới gật đầu, thầy nói là cái điểm mà quan trọng nhất của một ca sĩ khi đi ra sân khấu đó là sắc vóc. Thí dụ như ý nhà chánh là giọng hát của mình đi, nhưng mà ngoài cái sắc vóc ra, nó cho khán giả nhìn thấy cái hào quang của mình khi mình bước ra sân khấu, đó là cái sắc vóc. Còn nếu mà cái sắc vóc mình nó không có, lỡ như mà mình không có sắc đi, thì mình ráng tập trung vô cái giọng hát đúng của rồi. Mình hát cho thật hay, hát làm sao mà khi mình cất giọng lên là khán giả đang làm cái gì đó phải ngưng lại để mà lắng nghe mình hát. Đó là cái thành công của một ca sĩ đầu tiên khi bước ra sân khấu. Và dĩ nhiên là mình phải học nhạc, rồi học nhạc lý rồi để làm cái gì, để mình vững tin khi mình ra sân khấu là ban nhạc có đờn cỡ nào, có đánh cỡ nào mình cũng vẫn giữ được cái nhịp ở trong cái lợi tầm mình. Giống như cô bây giờ hát nói thiệt với lại con nha, cô hát nhạc cải lương, nhạc cổ, giọng cổ mùi lắm đó. Trời ơi, xuống câu là rụng, cũng rụng rúng đó nha, mà không biết là rụng luôn hay sao á, mà nhịp vô là trật hai quên. Thành ra đó, cái điều đó là cô muốn nói là cái nhịp là phải có những là mình mới diễn tả được. Thành ra đối với cô phục những cái nghệ sĩ mà hát cải lương, là tại sao một ca sĩ bằng năm ca sĩ gộp lại một ca sĩ, một nghệ sĩ ra sân khấu, là tại vì người ta vừa hát nè, cái tai vừa nghe nhắc tuồng, đâu phải tuồng nào cũng phải thuộc đâu. Đúng rồi, ở trong đây nhắc tuồng nha, con mắt là phải nhìn đảo nhìn khán giả, hai tay là phải diễn, giọng hát là phải hát. Mà con biết đó, cái người mà nghệ sĩ họ hoàn hảo trong mắt cô nha, quá là hoàn hảo. Mình ca sĩ ra đó, mình hát, mình cố gắng tập trung hát, mình diễn chút xíu vậy thôi. Nhưng một cái người nghệ sĩ, họ diễn từ trong não họ ra tới cái con người của họ luôn. Đúng rồi. Thành ra cô nói thật lòng mà cô rất là phục. Cái thứ nhất, cái thứ nhì nữa là với cái nghề nghiệp của mình phải tôn sư trọng đạo, con à. Làm gì làm, cái tâm, cái tài nó phải đi đôi. Thành ra cô cũng muốn nói với các em là nếu mình giữ được những cái điều đó thì là ngoài cái tài của mình có rồi thì cái tâm mình có thêm nữa đó, mình sẽ tạo một cái chỗ đứng lâu dài, không phải là với bạn nghệ đồng nghiệp mình mà với khán giả. Bởi vì khán giả luôn nghe mình hát cái giọng hát, nhưng mà khán giả nó ồ, cái cô này có tài nhưng mà cũng có tâm lắm đó. Thành ra Giao Linh muốn gửi đến các em cái điều đó rất là quan trọng trong cái nghề hát của mình. Mà đúng y như là những cái gì hồi xưa nhạc sĩ Thu Hồ nhạc sĩ Thu Hồ lúc mà cô mới vào nghề đúng không cô? Nhờ thầy đó, thầy đưa đến gặp nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Con cảm ơn cô rất là nhiều đến với livestream ngày hôm nay và chia sẻ hết lòng của mình luôn đó. Con ước gì cái livestream này được 2-3 tiếng để con được ngồi con hỏi thêm cô Phan Mạnh Quỳnh, con còn nhiều câu hỏi lắm. Nhưng mà con hy vọng mà thôi, để một dịp nào khác thì mình sẽ có thêm thời gian để mình tâm tình thêm nha. Mà bây giờ để cô và anh Quỳnh về rồi mình còn chuẩn bị cho tiết mục của mình vào cuối tuần này nữa. Hồi nãy mới giao áo dài cho cô Giao Linh rồi. Anh Quỳnh, cảm ơn con, mấy con đã đem áo dài qua cho cô nha. Chị Khánh Vương, cảm ơn Khánh Vương và cảm ơn Khánh Vương nhiều lắm. Mà anh Quỳnh thì còn một bài nữa thì để mà gửi tặng đến khán giả. Nhưng mà trước khi mà anh Quỳnh gửi tặng cho quý vị khán giả thêm một bài hát nữa đó, thì Ngọc Hân muốn qua chương trình này gửi lời cảm ơn những nhà bảo trợ cho hai chương trình Paris by Night 132, Paris by Night 132 Xuân với đời sống mới, cũng như là Paris by Night đặc biệt Tiếu Phương Hội. Thì đối với chương trình Paris by Night 132 Xuân với đời sống mới, chúng tôi xin chân thành cảm ơn
trân trọng sự đồng hành của những nhà bảo trợ Platinum Sponsor là Hưng Thịnh Land, tập đoàn Hưng Thịnh, và Diamond Sponsors gồm có công ty Tân Hiệp Phát, Dr. Thanh, công ty Young Healthy Lush by Hằng Lê, tức là YHL đó, và công ty D&D Shell, công ty lụa Bifast, và công ty Maybe Make Yourself Beautiful, thì là công ty Maybe. Và đối với chương trình Tiếu Vương Hội thì chúng tôi cũng xin cảm ơn sự đồng hành của nhà tài trợ Diamond Sponsor độc quyền là công ty IGL Beauty. Xin chân thành cảm ơn tất cả những nhà Diamond Sponsors và Platinum Sponsor. Bởi vì nếu như mà không có quý vị thì trong cái điều kiện này và trong cái thời buổi này thì để thực hiện một chương trình trực tiếp thu hình của Trung tâm Thúy Nga là một điều thật sự là rất là khó khăn. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã đồng hành cùng với Trung tâm Thúy Nga và các anh chị em ca nghệ sĩ. Một lần nữa con cảm ơn cô. Cảm ơn anh Mạnh Quỳnh. Cảm ơn nghe. Và cảm ơn nhạc sĩ Ngọc Trác. Bây giờ anh Mạnh Quỳnh còn bài hát nữa gửi tặng khán giả đúng không anh? Đúng ra thì bài này thì mình hát lên rất vui, nhưng mà tại vì cái bài Xuân này là Mạnh Quỳnh tại nãy con thấy cô hát bài Noel rồi, thì bây giờ mình cũng sắp tới Tết rồi, hết năm rồi, thì con mới nảy ra một ý định con hát một bài nhạc rumba có thể rồi và nhạc Xuân này, thì Trác giúp em nha. Một bài này do Mạnh Quỳnh sáng tác và cũng đã thu âm rồi. Thì bài này có tựa đề là Giấc Mộng Đêm Xuân. Vậy thì bây giờ trước khi mình hát đó, thì cô với anh gửi lời chào khán giả luôn đi. Rồi mình hát rồi mình out chương trình luôn. Đúng rồi. Mời cô. Vô Linh một lần nữa xin được kính chào quý khán giả của Trung tâm Thúy Nga. Và Christmas sắp đến và mùa xuân cũng đã lần lượt quanh đây. Thì Giao Linh xin được kính chúc quý khán giả của Trung tâm Thúy Nga một mùa Christmas vui vẻ, hạnh phúc, tràn đầy hồng ân Thiên Chúa và năm mới an khang, hạnh phúc và thịnh vượng. Anh Quỳnh. Mạnh Quỳnh xin mượn nơi đây gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị khán thính giả của Trung tâm Thúy Nga, cũng như các quý vị khán thính giả khắp mọi nơi trên thế giới cũng như Việt Nam. Mạnh Quỳnh xin kính chúc tất cả quý vị có một mùa Giáng sinh thật an lành, hạnh phúc và một năm mới nhiều may mắn, sức khỏe dồi dào, phát tài và nói chung là tất cả mọi thứ đều tốt đẹp hết trong năm 2022 sắp tới. Vạn sự an khang, vạn sự lành. Và một lần nữa thì trước khi anh Mạnh chúng tôi chia tay với quý vị khán giả thì chúng tôi xin cảm ơn một lần nữa sponsor, cảm ơn lại đi, cảm ơn hai lần luôn cho nó biết là chúng tôi cảm ơn quý vị nhiều cỡ nào. Cảm ơn đối với Paris by Night 132, Platinum Sponsor Hưng Thịnh Land và những nhà Diamond Sponsors như sau: tập đoàn Tân Hiệp Phát, công ty Young Healthy Lush by Hằng Lê YHL, công ty D&D Gel, công ty lụa Bifast và công ty Maybe Make Art Be Yourself, và với Tiếu Vương Hội là công ty IGL Beauty. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và cảm ơn sự theo dõi của hơn 30.000 khán giả trực tiếp livestream ngày hôm nay trên Facebook và YouTube của Trung tâm Thúy Nga. Em đếm lại là cũng gần 40.000. Cảm ơn sự yêu thương và của tất cả quý vị. Chúc cho quý vị thật là bình an trong cuộc sống và hẹn gặp lại tất cả quý vị Chủ nhật và thứ bảy cuối tuần này trong Paris by Night 132 và Tiếu Vương Hội. Rồi, anh Quỳnh hát nè. Ok, mình gửi thị bài hát Giấc Mộng Đêm Xuân, một sáng tác của Mạnh Quỳnh với tiếng đàn guitar độc đáo của nhạc sĩ Ngọc Trác. Mùa xuân năm nào hai đứa xanh bước bên nhau, nhìn anh em bảo em yêu chi một mình anh, hẹn nhau xuân tới sẽ nên duyên câu đá vàng, mong thắm chung lòng vui lễ tơ hồng cùng diều nhau dưới trời xuân. Mùa xuân đến rồi sao không thấy bóng dáng anh, người đi phương trời xa xôi đó biển bia tâm, người ta náo nức đón xuân sang nghe ấm lòng, tôi bước âm thầm khi phố lên đèn ngoài trời giá lạnh buốt đi, hỏi xuân mang niềm vui cho đời bao giao duyên mà
sao riêng mình tôi lỡ nhịp cùng đàn ai oán khúc tử ly. Em yêu để rồi em phũ phàng, xuân về thơ thân một mình tôi. Bài ca kỷ niệm tôi xin viết nốt đêm xuân, gửi trao cho người vui duyên thắm trọn niềm chung. Ngày mai pháo cưới tiễn em đi, đi lấy chồng. Giây phút chạnh lòng, nước mắt đôi dòng, tiền đưa mối tình chết non. Ngày mai pháo cưới tiễn em đi, đi lấy chồng. Giây phút chạnh lòng, mắt đôi dòng tiền đưa mối tình cuối xuân. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn cô Giao. Bye bye. Cảm ơn Thành Quyên. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào cuối tuần này tại Pechanga Resort and Casino. We love you. Chào tạm biệt quý vị. Bye bye. Bye bye. Một trong những gia vị của cuộc sống là nụ cười. Nụ cười đưa ta lại gần với nhau hơn. Nụ cười làm cho cuộc sống thêm mặn mà, hạnh phúc. Dù cuộc sống khó khăn thế nào thì nụ cười sẽ mang đến nghị lực và sự lạc quan. Trung tâm Thúy Nga sẽ tổ chức và trực tiếp thu hình một chương trình Paris by Night đặc biệt với chủ đề Thiếu Vương Hội, hội tụ hầu hết những danh hài hiện nay như Kiều Oanh, Hoàng Nhất, Hồng Đào, Minh Nhí, Hoài Tâm, Thúy Nga, Trang Thanh Lan, Văn Ri, Giáng Ngọc, Diệp Tiên, Thiện Ngô, Hương Thủy, Quang Lê. Chương trình Paris by Night Thiếu Vương Hội xoay quanh những vở kịch vui được chọn lọc kỹ, cộng thêm những màn trình diễn sống động của các ca sĩ như Quỳnh, Trường Vũ, Mạnh Quỳnh, Bằng Kiều, Đan Nguyên, Băng Tâm, Thanh Hà, Ngọc Ngữ, Châu Ngọc Hà, Như Ý, Hoàng Mỹ An. Cùng vũ đoàn Paris by Night do cô Shonda Sawyer điều khiển, với phần điều khiển chương trình của MC Việt Thảo. Đây là một chương trình rất đặc biệt. Chúng ta hãy tặng nhau những nụ cười cuối năm để chào đón một mùa xuân mới với nhiều hy vọng. Chương trình Paris by Night Thứ Vương Hội chỉ có một suất duy nhất mà thôi, vào ngày Chủ nhật 12 tháng 12 lúc 8 giờ tối tại Pechanga Resort Casino. Hãy liên lạc ngay với Trung tâm Thúy Nga 714-894-5811. Trung tâm Thúy Nga trân trọng kính mời. Chương trình này được bảo trợ bởi iGel Beauty.